Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vinga Studio. Lekona shabd behta vakt baaki vyakaran hai sakt mera takt hai mera takt hai ye amaran wo aagman ya ho brahman parikrama hazar hai char hai kya chand uske paas jo misal hai sawal hai na hai jawab ye khayal se na va. Hôm nay theo yêu cầu của tất cả mọi người thì Vin sẽ hướng dẫn các khúc Wadada nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Vin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên thì mọi người sẽ đặt cái tay lên như thế này 3 lần. Và phần chân của mình sẽ đạp qua ra ra là mình nhảy ngược lại tới chân bên trái nha. Rồi, 2, đi qua ra ra. Rồi, sau đó mình sẽ bước chân bên phải lên trước như thế này. Và mình sẽ bật từng chân như thế này ha. Rồi, mình sẽ quay qua đây ha. Chân phải, chân trái, ok. Phần tay của mình sẽ là lên và đóng and ngược. Rồi, phần này mình sẽ đóng cái phần ngực lại ha. Và vỗ tay một cái. Ok, phần chân của mình sẽ đi liên tục như vậy nha. 1, and 2, and 3, and 4. Rồi, cuối cùng là chân bên trái ha. Sau đó mình sẽ bước chân phải qua. Rung, rung, rung. Mình làm động tác như chạy xe vậy đó mọi người. Rung, rung, rung. Rồi, phần chân của mình có thể là dậm. Hoặc có thể mọi người sẽ đứng yên, mọi người đi cái phần hông qua đều được nha. Rồi, sau đó mình sẽ, cái phần tay của mình sẽ ngang như thế này và để lên ngay cái chữ superstar là mình sẽ để như thế này, chân qua. Ok, mình đếm lại nha. Room, 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 superstar. Rồi mình sẽ đi về hai bước và làm động tác chính của bạn là wadada, wadada. Phần tay của mình sẽ cuộn như thế này và cái chữ cuối cùng là mình sẽ đưa chân lên, wadada, wadada. Ok, rồi mình đếm lại một lần nữa nha. 2, đi, quá, đa, đa. 1, and 2, and 3, and 4. Room, 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 superstar. Bước, bước, quá, đa, đa, quá, đa, đa. Rồi, sau đó mình sẽ lặp lại động tác đó một lần nữa. And 1, and 2, and 3, và 4 cũng vậy luôn. Nhưng mà lần 2 mình sẽ là đánh xuống như này chứ không chạy xe nữa. 1, and 2. Và cái đoạn này mình sẽ khác ở chỗ cái phần tay là mình vẫn đi như vậy. Rồi cái đoạn này mình sẽ khác. Hồi đầu là mình sẽ để superstar nhưng mà lần 2 là mình sẽ để cái tay lên như thế này. Rồi mình sẽ làm liền luôn. Wadada, wadada. Ok. Rồi sau đó phần cuối cùng là mình sẽ hất lên, bung cái tay lên như thế này. Và cái phần tay của mình sẽ làm động tác giống như là ngồi chờ, khi mọi người ngồi chờ quá lâu thì mọi người hay để động tác như thế này nè. Đó, ok, rồi mình sẽ bật lên nha. Hất, đánh hông qua bên phải. 1, 2, 3, 4 là mình sẽ hạ tay từ trên cao xuống. Rồi, bước chân phải ra. 5, and 6, and 7, and 8. Rồi, mình mới đi tiếp một lần nữa. 2, 2, 3, 4. Sau đó mình sẽ bước đi và làm động tác wadada. Rồi, mình sẽ làm hai lần qua đa. Phần đa tiếp theo là mình sẽ lặp lại cái phần đó y chang một lần nữa nha. Rồi, mình sẽ đếm lại hai câu luôn. 2, hấp. Ơ ơ, ơ ơ, ơ ơ, ơ ơ, ơ ơ, thế. Ơ ơ, ơ ơ, bước. Đá, 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 hấp. Ơ ơ, ơ ơ, ơ ơ, ơ ơ, ơ ơ, thế. Ơ ơ, ơ ơ, bước. Đá, 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 đá. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ thử cái tốc độ chậm nha. Ok. Ok, chuẩn bị nha. 1, 2, 3, 4. Superstar. Bước, bước. 2, 3, 4. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, hấp. Lặp lại luôn. Yes. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Wadada rồi. Thì Vin rất là mong thông qua video lần này của Vin thì tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Vin làm video hướng dẫn mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Vin có thể biết nha.
Đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.